dâu Hạ Châu Cái Bè nha các bạn. Đây là vườn dâu nằm trên đường huyện 74, đường tránh từ Hòa Khánh vào Cái Bè, vô chợ Cái Bè. Hai bên lộ thì có một cái vườn dâu rất lớn, mà đặc biệt của loại dâu này là dâu Hạ Châu chứ không phải là dâu xanh. Trái rất sai. Vườn dâu này khoảng nửa tháng nữa là mới có thu hoạch được. Chùm chùm thấy mê lắm nha các bạn. Ai có điều kiện về Tiền Giang, Mỹ Tho, lên Cái Bè, đi vào đường huyện 74, đường vào khu chợ nổi Cái Bè đó, thì bắt gặp một vườn dâu rất độc đáo. Đây là giống dâu mới, dâu Hạ Châu. Dâu này thì ăn ngọt. Trái xum xê luôn. Những năm trước thì do hạn mặn nên dâu nó trái nó không có nhiều. Hai năm nay nó phục hồi lại. Trái rất sai và nhiều trái. Ồ, cây này là gần chín rồi nè. Rất sai trái luôn. Lòng thòng luôn. Mê không các bạn? Trái như đang lưới. Thả lòng thòng. Này nó lớn lên, trái nó rất đẹp.